Trong nha. Rồi tới ghế rồi đấy em, ngồi vô cưng. Rồi mời hai bạn mở mặt nạ ra. Đây chị Tường giúp cho. Rồi chào bạn. Dạ xin chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Phạm Văn Sáng, sinh sống và làm việc tại La Ghi, Bình Thuận. Bình Thuận, mình làm công việc gì Sáng? Dạ em có mở một cái cơ sở sắt tại nhà mình tự nhặn và làm. Cụ thể là làm gì em? Dạ em làm sắt nhôm, kiểu như là mình nhặn một cái nhà nào đó người ta muốn làm cửa, hàng rào hay mái vòm gì đó là mình tới mình nhặn và mình tự thiết kế mình làm. Em trực tiếp làm luôn hay sao? Dạ nếu mà công việc nhiều thì có thể mình mướn thêm vài ba người, còn không có thì mình và với một người cháu nữa. Năm nay Sáng bao nhiêu tuổi? Dạ hiện tại em năm nay 34 tuổi. Rồi mời em. Dạ xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn anh bên kia. Em là Lê Thủy Tiên, em hiện là nhân viên văn phòng đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê em thì ở Bình Dương. Bình Thuận, em Bình Dương cũng gần như đứng giống được chữ Bình. Dạ. Em có ngại yêu xa không? Dạ yêu xa thì chắc cũng không vấn đề gì đâu. Vì giờ cũng có công nghệ hỗ trợ ha. Ừ. Nhưng mà thí dụ sau này lấy nhau em về Bình Thuận sống em có vấn đề gì không? Có ngại không? Em nghĩ là vẫn có thể được. Phải lấy chồng thì phải theo chồng. Dạ, với lại công việc của mình cũng có thể tự sắp xếp. Em đang làm công việc gì? Em đang làm họa sĩ hoạt hình. Cho... Họa sĩ? Dạ. Hoạt hình là mình vẽ cho phim hoạt hình đó đúng không em? Dạ đúng ạ. Wow, hay quá. Bên này cũng khéo tay, bên đây làm thợ sắt cũng đoàn làm việc thủ công ha. Hai người này cũng khéo tay lắm nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Sáng? Dạ nói chung em cũng bình thường lắm. Đôi khi thì có những cái sở thích như ví dụ như em thích hay dậy sớm và uống cà phê mỗi sáng. Tính tình thì em cũng hay họt bát với lại cũng cởi mở vui vẻ với bạn bè. Nhà mình đang ở đó là mình ở với ai? Dạ hiện tại em đang ở với ba mẹ và một đứa em gái. Trong nhà em tới 6 người kìa, anh chị em nhưng mà lập gia đình hết rồi, có nhà với lại cũng riêng hết rồi. Có khi nào mình nghĩ mình lên thành phố lập nghiệp không? Dạ hồi trước kia thì em cũng từng làm ở Sài Gòn. Ồ, cũng dạ. Được mười mấy năm. Vậy sao là đi về quê lại mình không có lập nghiệp ở trong này luôn? Em nghĩ là nó đến lúc về tự tạo dựng công việc tự. Thế giờ công việc dạ. Em là ổn định rồi đúng không? Dạ. Mình đã có dành dụm được vốn liếng gì chưa? Dạ nói chung nhiều thì không có, nhưng mà hiện tại thì em cũng có cái nghề trong tay rồi, mình có thể làm được ra tiền. Còn dư thì cũng chắc cũng có dư, nói chung cũng tạm ổn. Ví dụ bây giờ cổ phải theo em về quê em ở, cổ phải bỏ công việc của cổ một thời gian về đây. Em có thể nuôi cổ trong một thời gian không? Giờ cổ về đây cổ chưa tìm được việc làm thì sao? Dạ nói chung nếu mà được về thì có thể nuôi cả đời, chứ còn một đời. Thời gian thì chắc. Hay quá, rồi câu đó là tôi chốt rồi đó, chốt tiền câu đó rồi đó. Thế còn em? Em nghĩ là bạn Nam cũng có ý kiến của nhóm em là khi mình có một cái nghề nghiệp ở đâu thì ở đâu mình cũng sẽ có thể sống được hết. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Em nghĩ chắc là vẽ, tại vì em là một Rồi điểm yếu của mình. Điểm yếu thì em thì hơi vụng về. Em làm những cái chi tiết là ngộ không... Vậy sao vẽ là khéo tay mà lại là hơi vụng về là sao? Dạ đúng rồi. Hơi dạ. Ngộ ha, nghĩa là mình chỉ khéo đúng vô cái công việc của mình thôi. Dạ. Hơi lộng cộng lúng túng làm hay làm đồ, bể đồ được. Ồ, thật là lạ. Mình thì tưởng là những người mà chi tiết ngồi vẽ như vậy là mình sẽ khéo léo trong tất cả mọi công việc. Nhưng mà lại không phải như vậy. Dạ. Hay ha. Rồi về tình trường thì sao nè? Hồi trước giờ nếu mà nói là quen hoặc là thích tỏ tình luôn thì chỉ có một người là khoảng 1.5 tháng. Có một người một quen 1.5 tháng? Dạ. Vậy cũng chưa sâu đậm gì? Dạ. Hôn nhau chưa? Dạ chưa, chỉ có nhắn tin qua lại vậy thôi. Nắm tay chưa? Dạ chưa. Chưa nắm tay luôn? Dạ. Chưa có nụ hôn đầu đời luôn? Chưa. Trời ơi, thiệt luôn á. Ồ mà sao có tới 1.5 tháng rồi không tới được nữa mà chấm dứt? Em nghĩ là do cái thời gian làm việc của hai người nó cũng khác nhau. Em làm văn phòng là giờ giấc thứ bảy chủ nhật là được nghỉ, là buổi tối là rảnh. Còn cái người đó thì làm trong cái giờ mà khác, thứ bảy chủ nhật thì không có được nghỉ, là buổi tối làm việc. Còn em? Thì nói chung em thì trước kia cũng có một mối tình cũng lâu lắm, tính 7 năm lận. 7 năm mà sao không tiến tới hôn nhân được? Dạ, đang yêu thì cũng nghĩ là yêu thế thôi, nhưng mà sau này muốn kết hôn thì em thì bên Phật thì em không học được giáo lý. Tại từ đầu là mình đã biết không có hợp về đạo thì mình thôi đi, còn nếu mà được mình phải tiến tới. Tại hồi lúc đang quen thì em không nghĩ là nó khó khăn đến vậy. Dạ em có học được 2 ngày, nhưng lên học rồi mới biết được cái đó cái... Nó không hợp với tư tưởng dạ, của mình. Dạ. Nói chung mỗi người mỗi cảm nhận về cái
cái suy nghĩ của mỗi người, nên mình thấy nó đôi khi nói như vậy thì nó cũng không có nghĩa là không chưa có duyên vợ chồng với nhau, một mối tình đó thôi hả em? Dạ, sau đó thì em cũng có chịu khó đi tìm hiểu vài người, nhưng mà ta lại nói kêu nhìn em vậy làm gì mà không có bạn gái, trong khi đó em có công việc đồ ổn định, nhìn cũng được người vậy đó, nhưng mà nhiều người ta nghĩ là em nói xạo người ta, nên mỗi lúc mà muốn nói một lời nào đó với cô nào đó thì cứ nghĩ trong đầu đường nào cô đó cũng nói vậy. Thì thôi chưa nói mà tưởng tượng vậy thì thôi, cứ đi làm rồi tới đâu hay tới đó. Bữa nay nói không, bữa nay trong chương trình này có Y Tường ngồi đây nè, giờ nói không, cố gắng nha. Dạ ha. Trời ơi, bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ chắc có lẽ là muốn rồi đó. Muốn rồi đó. Mẫu người của em mong muốn tìm là một người như thế nào? Dạ em chỉ thích một người phụ nữ có nụ cười dễ thương, nhìn phúc hậu và biết nấu ăn, cởi mở vui vẻ, với lại đừng có cái tánh mà gọi là nóng nảy quá. Ví dụ như nhiều khi công việc của em cũng cởi mở em nói, nhiều khi công việc của em cũng cần cái sự giao tiếp để mình có mối quan hệ, để công việc mình đó. Đôi khi uống cà phê hay nói chuyện, hay là có thể giao tiếp qua ăn nhậu, mình có thể đi về trễ, hoặc là có cái gì đó đôi khi mình hơi về khuya, thì mong là người bạn gái hoặc là người vợ sau này của mình sẽ có hiểu được cái nói công việc của mình. Nói chung là quan trọng là niềm tin. Dạ. Chia sẻ với nhau được. Dạ. Ví dụ đúng thật sự nói việc công việc thì vợ sẽ chia sẻ. Dạ. Còn nếu mình lợi dụng cái công việc mà mình là có những cái việc sai trái, hoặc người ta phát hiện một hai lần thì mất niềm tin rồi, thì không thể đòi hỏi người vợ phải hiểu mình được. Dạ. Đúng không? Quan trọng tất cả các mối quan hệ phải dựa trên nền tảng là tin tưởng. Dạ. Cho chân thành. Đó. Còn em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em nghĩ là em thích một người bạn trai có thể bảo vệ được em. Về ngoại hình? Cao to thì càng tốt. Cao to càng tốt. Dạ. Còn bây giờ vậy, hồi đó giờ đó đến cái hẹn ăn trưa là thường là có yêu cầu các bạn đưa hình cho nhau để mình đoán. Nhưng bữa nay một người là họa sĩ, một người thợ sắt, tôi nghĩ là cũng khéo tay nè. Bây giờ mình chơi vẽ hội họa đi được không? Bây giờ mình sẽ vẽ ra cái mẫu người lý tưởng mình muốn tìm một người như thế nào, mình vẽ ra giấy được không? Để hồi mình đo coi với cái người bên kia có hợp không. Dám chơi với họa sĩ không? Dạ chắc thua quá chị. Kệ đi, mình nam nhi mà, mình vừa phụ nữ cũng đâu có sao. Mỗi người miêu tả về mình để người ta hình dung, người ta mới vẽ được chứ. Rồi em gái nói trước đi, em là người như thế nào? Dạ là em nghĩ là mũm mĩm, tóc dài. Tóc dài, mũm mĩm, gì nữa? À, mũi tẹt. Mũi tẹt. Rồi anh. Anh thì mất một mí, sống mũi cũng không cao lắm, nhưng mà đầu tóc thì hơi ít hơn em rồi đó. Tóc ít hơn em, một mũi cao, mắt hí. Bên đây tóc dài, mũm mĩm, mũi tẹt. Rồi vẽ đi, mời hai bạn một phút bắt đầu. Trời ơi, ca khó nha. Trời ơi, ông thợ sắt vẽ tay trái hả? Dạ. Ghê vậy. Cái này vẽ cũng đơn giản, nhanh. Kệ, vẽ đi em, có một phút à, em vẽ ra con vịt cũng được nữa. Tóc dài, mũm mĩm, mũi tẹt, tóc ít, mắt một mí, mũi cao. Vậy quá. Em nghĩ nó không ra cái gì hết. Được chưa? 1, 2, 3. Rồi, thành phẩm đã có rồi. Mời hai bạn hãy hình dung về nhau. Đây, em đẹp gái quá em ơi. Ảnh đâu? Ảnh đâu? Coi đi. Đó. Hấp dẫn lắm nha. Không, bây giờ úp lại đi. Khoan mở. Bây giờ tôi mở cửa để tìm ra cái đã. Rồi chúng ta mới lật lên kiểm tra người với hình coi giống nhau hay không nha. Em chào chị, em trước tiên giới thiệu giùm em những thông tin cơ bản của mình như là họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, chị đang ở đâu nha. Chị tên Nguyễn Quỳnh Tố Nga, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1973. Quê quán chị thì ở thành phố Hồ Chí Minh ở Gò Vấp. Chỗ nơi hiện tại thì chị ở thành phố
159 xẹt 27 thành phố Cà Mau. Ủa sao mình xuống với Cà Mau mình ở gì chị? Hồi xưa ông già công tác xuống đây rồi cái đem mẹ coi như con cái rồi đi theo luôn vậy đó. Chị, trên Hồ Chí Minh là còn nhà còn cửa còn anh chị em gì trên đây không? Có thằng em mà thằng em nó cũng mới mắc rồi, em nó làm bên sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh mà nó mới mắc rồi, nó mới bị đột quỵ chết rồi. Nó 48 tuổi, nó ở Gò Vấp, ở đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp á. Là chị, à, chị nghe Cà Mau chị làm nghề gì? Chị cũng có mười mấy căn nhà trọ chị cho thuê tháng, với chị có anh mà chị kinh doanh mua bán đất nông sản. Dạ, là chị ở với Cà Mau, chị ở với ai dưới vậy? Với hai đứa con gái, con gái lớn của chị thì nó tốt nay nữa là nó 30 tuổi, bây giờ nó 29 tuổi đó, mà nó tốt nghiệp đại học y dược rồi, nó đi làm công tác cũng mấy năm nay rồi. Dạ. Còn con gái nhỏ thì nó, tại chị em nó cách nhau mười mấy tuổi, nó đi nó còn đang học phổ thông. Rồi ông xã chị là trước khi ông cũng làm bên giao thông mà, nhưng anh đột quỵ anh chết năm nay cũng nói chung là cũng gần 8 năm rồi đó, để 8 năm tròn vậy đó, chứ 7 năm mấy mà chúng mình để 8 năm tròn vậy đó. Em còn có tháng ngoài nữa à. À, mất 8 năm nay rồi. À, 8 năm nay chị có tìm hiểu thêm anh nào khác không? Không em ơi, chị hồi lúc anh mất á, thì chị cũng còn để nuôi cháu đang mới tới đại học năm 2 à, rồi chị cũng không có thời gian nữa, rồi lớp nào nuôi con nhỏ, lúc đó cháu nhỏ nó mới có học lớp 3 à, rồi mình cũng không có thời gian nữa lo mằng nuôi con. Rồi giờ nhìn qua nhìn lại thì thấy con nhỏ thì sắp sửa cũng lên thành phố đi đại học, còn con lớn thì nghĩ như là nó cũng phải lập gia đình vậy đó. Nó ngay nó cũng nói với chị là mẹ ở mình nên con nó đi lập gia đình con cũng không có yên tâm nữa, bây giờ người ta có một hai đứa con à, rồi lỡ người ta bắt về nhà quê người ta làm dâu về nhà người ta chắc cũng gì, chị nghĩ nói là gợi ý cho chị vậy đó em. Rồi chị Rồi đăng ký tham gia chương trình hay là mấy con đăng ký? chị đăng ký mà, nhưng chị có nói với mấy đứa con chị, Dạ. rồi mấy đứa con chị thì con gái lớn chị nó không có thời gian, rồi nó nói thì mẹ cứ làm đi, mẹ cứ đăng ký đi, rồi con gái nhỏ thì nó còn đi học, nó ngay nó còn tuổi thơ nó có thể chị cũng có số điện thoại đó, cũng điện cho nó cũng được, không bình thường mà. Dạ, rồi nếu như mà phù hợp có người ghi hình thì rủ hai con gái lên luôn nha. Mà cái đó thì chị thôi chị không có hứa trước, lỡ là tại vì chị nghĩ là cháu nó đang học hoặc là cháu lớn nó học nó đi làm rồi nó không có thể mà đi được á, thì chị không dám hứa, nó cần hứa rồi mình mắc lời nữa. Dạ, rồi, chia Cũng như sẻ. là có em út đồ đi con cháu rồi chắc nhiều khi có thể đi, Dạ. nhưng mà con thì chị không có hứa rồi sợ mắc lời vậy đó. Rồi, và mình chia sẻ một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi chị. Chị thì nói chung cũng không phải là cũng mau lẹ, cũng cũng lanh lợi chứ cũng không có phải là cù khờ, tại vì chồng chị gì đó là cán bộ công chức nhà nước mà, rồi chị làm kinh tế ngoài đó. Người điểm còn điểm yếu của chị thì nói chung nhiều khi chị gặp người lạ chị ít có nói lắm, chị cũng không, chị nhát ví dụ mà gặp bạn bè trai gái lắm, nói chuyện trai gái chị cực, nói chung chị ngại, tại vì hồi đó đó lớn lên rồi á, chỉ người lớn với nhau mai mối tới ngày cưới, cưới với nhau rồi em nghĩ 30 năm về trước đó, rồi cái là 2 năm sau chị, năm sau chị mới có con rồi. Rồi, nói chung là chị đó lớn lên tới giờ chị cũng không có yêu đương gì ai cho nên chị cũng chết nhát. Rồi, chị cũng hồi từ ngày chồng chị chết tới giờ á, thì nói chung thật sự mấy anh cũng đeo đuổi nhiều lắm mà, nhưng chị không có
chị không có đáp lại tình cảm, là có lẽ là do một cái là cái thứ nhất là cái đạo đức, người ta có vợ có con mà, nhưng mà đàn ông mà thì em biết rồi đó, rồi muốn thêm chứ không muốn bớt đó, rồi thành ra chị không có thích. Với lại cái cũng nói chung là cũng có người nhỏ tuổi mà, nhưng thì chị thấy không phù hợp, chị cũng không chịu. Có người cũng nhỏ tuổi hơn chị tới 4 tuổi với 2 tuổi, nhưng mà vì lý do chị không thích, chị không cái thấy nhỏ tuổi chị không 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 đồng ý á, chứ không phải mình không có chê người ta gì cưng, mình không có Dạ. chê mà mình cũng không khen nữa, mà mình thấy không thích hợp thì thôi, mình không có tìm hiểu gì thôi. Nhưng mà Dạ những rồi. người đó thật sự là người ta là có người chưa có vợ, có người thì là thôi vợ đó, thì mình thấy thôi hoàn cảnh điều kiện thì chị cũng không có thích hợp. Rồi cái thứ hai nữa, bây giờ là con chị thì nó ngay nó cũng gợi ý chị vậy đó, nó sợ chị ở lớn tuổi ở mình nên vậy đó, Dạ. nó cũng không có yên tâm mà nó đi lấy chồng nữa. Thôi chị Dạ. cũng muốn nếu có nơi có chỗ thì con chị nó mới tính nghĩ tới đó, nó nói như vậy đó, thành ra chị mới đăng ký Dạ. đó. Rồi mẫu người mình mong muốn là phải hơn tuổi của mình nè, rồi còn mong muốn gì nữa không chị? Ví dụ như là Thì về tính cách. một là bằng tuổi, hai là phải hơn tuổi tới 60 đó. Rồi còn về ngoại hình, tính cách, công việc hay là quê quán thì sao chị? Nói chung ngoại hình thì cỡ anh Quyền Linh đồ được rồi, cỡ cũng không cần đẹp trai đâu, dễ nhìn được rồi em. Rồi, có Cái cần phải cao nhiêu, nặng nhiêu không chị nghe? cao thì có thể cao hơn chị đi, cao chừng nói chung là mét 7 mét 8 thì cũng được hết trơn á, Trời nhưng ơi, mà mét 8 mà cao dữ lắm á. dạ Như người không mẫu rồi đó. mà thì nói chung là chị nói vậy á, thì ví dụ là từ mét 8 đầu đổ xuống cỡ chừng mét 6 mấy đầu gì đó em, đừng có Dạ. lùn, đừng có lùn hơn chị đó, chứ chị cũng không, với điều kiện là cái là chị không sinh con nha, lớn tuổi rồi à. Dạ. Dạ có đâu, ví dụ anh nào muốn tìm hiểu thì em cũng có thông tin gửi chị đó, hẹn qua chị thì chị không có ghi cái thông tin đó chồng, Yeah. chị mới nói với em Ví đó. dụ như anh đó đã lập gia đình và cũng đang có con giống như chị thì được không? Được vậy em, cái đó là được, tại vì anh ta còn dễ thấu hiểu với mình hơn nữa, anh ta dễ thông cảm với mình hơn nữa đó em. Ví Dạ. dụ ảnh cũng có con, nhưng mà thí dụ vợ chồng không duyên không phận thì thôi chia tay, thì cái chuyện đó thì mình tuổi mình mà đâu có chọn con trai được, con trai nó nhỏ tuổi hơn mình làm sao được Dạ. đó. Rồi anh cũng biết, anh cũng thông cảm, anh cũng chia sẻ dễ hơn mình, với mình dễ hơn những người Dạ. mà người ta không có con đó, khi người ta trong cái ta không quen về cái môi trường của gia đình mà ta có con đâu đó em, ta không quen đó, tới Dạ sao rồi, thông cảm. về công công việc với lại quê quán của anh đó thì sao chị? Ví dụ anh ở Hồ Chí Minh, tại giờ mình lên Sài Gòn ở được không? Được, nói chung là được, từ Vũng Tàu đồ hồi đừng có người Bắc nghe, người Bắc người ta gia trưởng chị sợ. Không. Rồi người người miền Nam hen. À, người miền Nam đi mà, nhưng mà từ ở vùng ngoài, vùng ví dụ từ Đồng Nai Long đầu trở vô gì, đừng có miền người miền Trung miền miền Bắc thôi, mấy người đó sao chị thấy gia trưởng quá à, chị sợ. Chị nói thật tại vì tánh của chị thì cũng cởi mở lắm, tại vì chị cũng mua bán kinh doanh mà em, thành Yeah. ra thành ra sợ nhiều khi rắc rối khó khăn rồi gia trưởng quá rồi vợ chồng đây rồi mắc rút nữa không có được đó, Dạ. thứ là gỗ gá mà em cũng biết rồi đó, Dạ. nó phải thông cảm với nhau mới sống được, chứ còn ấy là khó sống lắm. Dạ. Thì Rồi mình. chị cũng rất dễ tính đó em, Dạ. nhưng mà nhưng chị không có gia trưởng, gia trưởng là chị không, cái gì thì phải nói với nhau nghe, chứ còn mà chị cái chuyện bất cứ kinh tế làm ăn cũng vậy nữa, ai làm bất cứ cũng vậy nữa, ra tiền ai làm ra tiền gì nữa cũng phải là tôn trọng với nhau vậy đó em. Dạ. Đó. Chị nói thật với em thì thí dụ có duyên thì em sẽ đến nhà chị, em xuống tới cái xóm nhà chị tự hào lắm, hai vợ chồng chị cưới nhau hai mấy năm chứ không có gây gổ gì hết trơn á, nói thiệt với em á, chị tự Dạ. hào với cái xóm này giữa trời lắm nha. Rồi chương trình bên em thì ghi hình ở Hồ Chí Minh nha chị nghe. Khi nào có một À cái bạn trai nào phù hợp với mong muốn của chị thì mình sắp xếp lên Sài Gòn chuyến nha. được, cái đó Dạ. được em. Dạ rồi chị.